Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với tựa game Ngọa Long nha các bạn. Hôm nay sẽ là một clip hướng dẫn cách nạp game. Trước đây thì game được chia ra làm 3 hệ: iOS, Android và web game. Và 3 hệ này thì chơi không liên quan đến nhau và sẽ có những cái cập nhật phiên bản khác nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ thì Vinagame đã quyết định là gộp chúng lại là một. Tức là các bạn chơi điện thoại Android, các bạn cũng có thể chơi được nhân vật iOS hay là web game trên điện thoại của mình bình thường. Và đây, nhờ vậy mà họ cũng đã quyết định luôn, đấy chính là gộp cổng nạp lại với nhau. Trước đây thì cổng nạp của web và cổng nạp của mobi sẽ hơi khác nhau đúng không các bạn? Nhưng bây giờ sẽ chỉ dùng một cổng nạp thôi nha các bạn. Đây, cách mình thường làm nhất đấy chính là mình lên Facebook, mình tìm trang của Ngọa Long này. Đấy, các bạn có thể thấy 35.000 người theo dõi, có tích. Thì đây sẽ là web chính thức nha các bạn, sẽ là page chính thức của Ngọa Long. Rồi, các bạn nhìn tất cả các bài đăng của họ sẽ đều có đính kèm các dòng link. Đây, trang chủ chơi game, đây sẽ là link để chơi game nha các bạn. Các bạn bấm vào đường link này sẽ được đến thẳng trang web để chơi game. Trên điện thoại của các bạn có thể lựa chọn, đấy chính là chơi bằng app, tức là lên CH Play hoặc là Google Store để tải app về để chơi. Hoặc các bạn cũng có thể dùng Safari hay là Google Chrome trên điện thoại của các bạn. Các bạn copy cái đường link này vào, dán vào đó. Sau đó nhớ nha, phải xoay ngang màn hình thì các bạn sẽ hiển thị cái nút đấy là chơi game. Còn nếu các bạn để dọc màn hình thì sẽ chỉ hiển thị nút tải game thôi. Rồi, đây là cộng đồng dành cho những người chơi muốn hỏi chiến báo hay là muốn hỏi cách build tướng của phiên bản đó. Bản cập nhật này có gì hay ho như nào hay là event này như nào đó. Thì các bạn có thể vào trong này để hỏi cho các bạn. Nạp thẻ, đây sẽ là đường link mà mình nói đến ngày hôm nay đây. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ đưa các bạn trực tiếp đến trang nạp của Ngọa Long. Như mình cũng đã chia sẻ vừa rồi thì bây giờ kể cả web hay là mobi cũng sẽ chỉ dùng trang này thôi nha các bạn. Mình sẽ không còn hai trang nạp nữa. Rồi, nhưng mà nếu mà các bạn không muốn lên Facebook để tìm thì sao? Đây, cũng đơn giản. Các bạn lên Google nha các bạn. Các bạn tìm giúp mình zing à pay.zing.vn nha các bạn. Các bạn tìm pay.zing.vn. Rồi. Đây. Đấy sẽ là trang của Zing nha các bạn. Đây là cổng nạp của Zing. Thì trên này sẽ có tất cả các game của Zing thôi các bạn. Đó. Thì mình hay chọn Ngọa Long Mobi cho nó hiện ra ngay trên đầu. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi nhiều game thì nó có thể sẽ không hiện đâu. Thì mình sẽ vào phần tìm game. Mình chọn Ngọa Long. Không cần viết dấu cũng được nha các bạn. Đây, các bạn chỉ cần bấm đúng nó được rồi. Thì nó cũng sẽ lại đưa bạn đến cái trang nạp lúc nãy thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập nhé. Nếu mà các bạn chơi tài khoản Zing, các bạn điền vào đây rồi bấm xác nhận là xong. Còn đây là những cái cổng chơi khác. Dạ. Đây mình sẽ lựa chọn cổng Facebook nha các bạn. Mạng thì mình hơi chậm, các bạn thông cảm. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn server nha các bạn. Các bạn bấm vào đây. Đó, như các bạn cũng có thể thấy là bây giờ tất cả các server đã đều được liên thông với cùng một cái trang nạp này. Dạ. Đó. Kể cả iOS hay là web hay là Android hay như nào, tất cả sẽ đều hiển thị ở đây hết và chúng ta sẽ không còn hai cổng nạp như trước đây. Dạ. Các bạn chọn tên server xong, các bạn chọn nhân vật. Nếu mà server đó của các bạn được gộp nhiều lần rồi thì các bạn sẽ có khả năng cao là sẽ có rất là nhiều nhân vật trong cùng server đấy, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi. Các bạn chọn nhân vật các bạn muốn. Và thường là cái nhân vật mà hiện ra ngay đầu tiên như này nó là cái nhân vật mà các bạn chọn làm mặc định khi vào chơi game. Đó. Thì nó sẽ thường là cái nhân vật mà các bạn hay chơi thôi, nhưng mà để chắc chắn thì các bạn vẫn nên kiểm tra kỹ nha. Sau đó các bạn chọn xác nhận. Rồi, ở đây thì mục 1 sẽ là thông tin nhân vật, thì để cho các bạn nhìn thấy là các bạn đang nạp nhân vật nào thôi. Rồi, các bạn kéo xuống dưới giúp mình nha. Rồi, ở cái mục thứ hai nó sẽ là phương thức thanh toán. Đó, thì chúng ta có một số cổng nạp nhất định. Đấy chính là Zalo Pay. Đây theo mình thấy là cái cổng rẻ nhất rồi. Chỉ có 96,5 đồng thôi mình đã có một vàng, trong khi tất cả các cổng khác thì 100 đồng mới có một vàng. Tuy là chênh lệch không nhiều lắm, nhưng mà khi mà các bạn nạp số lượng lớn ấy, thì các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản ở đây này. Rồi, chúng ta sẽ đến cổng nạp thứ hai, đấy là thẻ Zing nha. Đây thì chúng ta có thể điền số series và mã thẻ vào đây rồi xác nhận. Đó, chúng ta có ngân hàng. Đấy, chúng ta có thể bắn trực tiếp tiền từ trong tài khoản của các bạn vào trong nhân vật.
Tiếp theo đây là dùng thẻ các bạn. Đó. Thẻ tín dụng. Đó, các bạn bấm vào đây thì các bạn điền thông tin thẻ các bạn muốn trả thôi. Đó, rất đơn giản. Rồi. Chúng ta sẽ quay lại cái hình thức thanh toán là thẻ Zing nha. Bây giờ mình sẽ trả bằng thẻ Zing. Thì mình cũng đã có chuẩn bị một số thẻ để nạp bây giờ. Đó. Sau đó mã thẻ. Đó. Xác nhận. Các bạn chọn thanh toán ngay nhé. Đây là xác nhận thông tin thì nó hiển thị là nhân vật là gì, xong rồi ID nhân vật nó sẽ như thế nào. Đó, server thanh toán bằng cái gì đó. Các bạn muốn thanh toán ngay giúp mình. Rồi. À, tại vì thẻ này là mình đã nạp rồi đó các bạn, cho nên nó sẽ hiển thị là giao dịch không thành công đó các bạn. Nhưng mà nếu mà thẻ các bạn chưa nạp thì nó sẽ hiển thị là giao dịch thành công. Đó. Trong trường hợp mà nếu thẻ chưa nạp lần nào mà các bạn nạp hiển thị giao dịch không thành công vào trong nhân vật không thấy tăng vàng thì bạn hoàn toàn có thể lên trang hỗ trợ của Ngọa Long để khiếu nại nha các bạn. Đó. Thì thẻ này mình chưa nạp lần nào cho nên là nó sẽ hiển thị là giao dịch nạp nạp thành công này, nạp tiền thành công. Đó. Đây các bạn vào game. Lúc nãy là mình chưa nạp đúng không? Thì nó sẽ không hiển thị gì ở đây cả. Rồi. Bạn thoát ra, bạn chọn hoạt động. Đó, thì mình đã được add thêm vàng vào đây rồi nha các bạn. Ok các bạn. Rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Xin chào.